đẹp hơn cả ánh sao của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, tập đầu tiên đã giành chức vô địch về tỷ suất người xem trên truyền hình vệ tinh. Trong số các ngôi sao trong làng giải trí, sự nổi lên của phim truyền hình thường đi kèm với những cuộc thảo luận và kỳ vọng sôi nổi từ khán giả. Mới đây, bộ phim truyền hình mới với sự tham gia của Đàm Tùng Vận đã giành chức vô địch về tỷ suất truyền hình vệ tinh trong buổi ra mắt và trở thành tâm điểm chú ý của khán giả với sức hút độc đáo bộ phim này đã âm thầm trở nên nổi tiếng và khiến người ta muốn bỏ nó xuống tiếp theo chúng ta hãy khám phá lý do tại sao bộ phim này lại đạt được kết quả đáng chú ý như vậy và phân tích sâu câu chuyện đằng sau nó một cốt truyện hấp dẫn khiến khán giả không thể dừng lại thành công của bộ phim này trước hết không thể tách rời khỏi cốt truyện hấp dẫn của nó biên kịch khéo léo sử dụng sự hồi hộp và đảo ngược để đưa khán giả vào một thế giới đầy ẩn số và kỳ vọng nhân vật nữ chính do đàm tùng vận thủ vai đã trải qua nhiều khúc mắc và thử thách khác nhau trong vở kịch sự kiên trì và quyết tâm tiến về phía trước của cô đã khiến khán giả cảm động đồng thời những câu thoại cảm xúc trong vở cũng rất thót tim khán giả không khỏi lo lắng cho số phận của các nhân vật chính khi theo dõi vở kịch việc cập nhật hai tập phim rõ ràng không thể thỏa mãn được sự thèm ăn của khán giả những người đang mong muốn biết thêm về diễn biến cốt truyện cũng như số phận của các nhân vật chính mong muốn được xem mạnh mẽ này là lý do quan trọng khiến bộ phim này có thể tiếp tục phát triển hai đàm tùng vận có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và các nhân vật của cô đã ăn sâu vào lòng người dân với tư cách là nữ chính của bộ phim này, diễn xuất xuất sắc của Đàm Tùng vẫn chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của bộ phim. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời và kỹ năng diễn xuất sâu sắc, cô đã khiến các nhân vật trở nên sống động và ấn tượng. Trong vở kịch, cô không chỉ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách khác nhau mà còn phải tỉnh táo và vững vàng trước những vướng mắc tình cảm phức tạp. Thông qua diễn xuất tinh tế của mình, Đàm Tùng Vận đã thể hiện một cách sinh động thế giới nội tâm của nhân vật và khiến khán giả cảm động. Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận không chỉ được khán giả công nhận mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người trong ngành. Diễn xuất xuất sắc của cô khiến vở kịch trở nên hấp dẫn hơn và khiến khán giả mong chờ những màn trình diễn tuyệt vời của cô trong các tác phẩm sau này. 3 bữa tiệc thị giác được làm đẹp mát ngoài cốt truyện và dàn diễn viên bộ phim cũng được sản xuất tốt từ cách bố trí bối cảnh cho đến trang phục đạo cụ mọi chi tiết đều mang đầy tính nghệ thuật đạo diễn và đội ngũ sản xuất trau chuốt kỹ càng từng cảnh quay và nỗ lực mang đến hình ảnh đẹp nhất cho khán giả đồng thời âm nhạc trong vở kịch cũng rất ấn tượng Cả bài hát, chủ đề và đoạn dạo đầu đều tràn đầy cảm xúc, khiến khán giả vừa thưởng thức cốt truyện vừa cảm nhận được sức hấp dẫn của âm nhạc. Thái độ được dàn dựng tốt này khiến bộ phim này mang lại sự thích thú tột độ cho khán giả cả về mặt hình ảnh lẫn thính giác. Trong quá trình theo dõi bộ phim, khán giả như lạc vào một thế giới tràn ngập nghệ thuật, khiến người ta quên mất việc rời đi. 4 sự truyền miệng của khán giả thúc đẩy sự nổi tiếng của bộ truyện, sự thành công của một vở kịch không thể tách rời khỏi sự truyền miệng của khán giả. Sau khi bộ phim ra mắt, nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Khán giả đã chia sẻ cảm nhận khi xem chương trình trên các nền tảng lớn để bày tỏ sự yêu thích và ủng hộ bộ phim kiểu truyền miệng này đã thúc đẩy hơn nữa mức độ phổ biến của bộ truyện và khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến bộ phim hơn. Đồng thời, bộ phim này cũng nhận được sự quan tâm và khen ngợi của người trong ngành. Họ đã đăng tải các bình luận và bài viết trên các phương tiện truyền thông lớn, đồng thời đánh giá cao trình độ sản xuất cũng như diễn xuất của diễn viên trong bộ phim này kiểu đánh giá và quảng bá tích cực này cũng đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của bộ phim này. Nam thảo luận sâu về cốt truyện, nhân vật và truyền tải năng lượng tích cực. Bộ phim này không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn là một tác phẩm có nội hàm sâu sắc. Nó truyền tải những giá trị tích cực đến khán giả thông qua cốt truyện hấp dẫn và những nhân vật có cội nguồn sâu sắc trong vở kịch các nhân vật chính luôn giữ vững sự kiên trì quyết tâm tiến về phía trước khi gặp phải những khó khăn thử thách khác nhau sức mạnh tinh thần này lan tỏa đến mọi khán giả khiến họ trân trọng cuộc sống của mình hơn và đối mặt với những thử thách trong tương lai một cách dũng cảm hơn ngoài ra vở kịch này còn khơi dậy suy nghĩ và cộng hưởng sâu sắc trong khán giả khi khám phá các hiện tượng xã hội và vấn đề bản chất con người nó khiến mọi người nhận ra rằng trong thế giới phức tạp và luôn thay đổi này, chúng ta cần duy trì một tấm lòng nhân hậu và chính trực để quan tâm đến người khác, quan tâm đến xã hội và quan tâm đến tương lai. Việc truyền năng lượng tích cực này mang lại cho vở kịch này ý nghĩa và giá trị sâu sắc hơn. Tan So Nghia luôn được khán giả yêu mến sâu sắc nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc và hình ảnh thông minh cô đã thể hiện xuất sắc trong nhiều tác phẩm, thể hiện khả năng tạo hình nhân vật và truyền tải cảm xúc xuất sắc. Tuy nhiên, khi cô hợp tác với Từ Khải, mọi chuyện dường như không như mong đợi. Mặc dù Tan So Mie đã cố gắng hết sức để thể hiện sức mạnh của mình nhưng màn trình diễn của Su Kai không đạt yêu cầu, dẫn đến tác phẩm có phản ứng tầm thường, dù là con rối cổ xưa hay con rối hiện đại đều gặp phải Waterloo nhưng chỉ vì một vài tác phẩm không thành công liệu có thể kết luận từ khải không thích hợp làm diễn viên có thể không mỗi diễn viên đều có quá trình trưởng thành của riêng mình và có thể không tìm được phong độ tốt nhất trong một số tác phẩm nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có cơ hội để bứt phá tiến bộ trong tương lai đối với hứa khải trải nghiệm này có thể là một đòn nặng nề nhưng cũng có thể là cơ hội để anh suy ngẫm và hoàn thiện bản thân anh ấy cần nghiêm túc xem xét những khuyết điểm của mình trong diễn xuất tiếp tục học hỏi và trau dồi kỹ năng diễn xuất đồng thời tìm ra những vai diễn và phương pháp diễn phù hợp hơn với mình về phần đàm tùng vận cô đã không thể cứu vãn được tình hình dù đã cố gắng hết sức điều này có thể khiến cô cảm thấy bất lực nhưng đó cũng là một bài kiểm tra khả năng thích ứng với các đối tác khác nhau của cô. Khán giả và người hâm mộ cũng nên duy trì lý trí và kiên nhẫn, đồng thời cho các diễn viên đủ thời gian và không gian để phát triển và tiến bộ. Suy cho cùng, không ai có thể thuận buồm xuôi gió trên con đường diễn xuất. Những bước lùi và thất bại thường là bước đệm cho sự trưởng thành. 6 tóm tắt và triển vọng bộ phim đã giành vị trí đầu tiên về xếp hạng truyền hình vệ tinh trong lần phát sóng đầu tiên và đã giành được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả nhờ sức hấp dẫn độc đáo của nó diễn xuất xuất sắc của đàm tùng vận tiêu chuẩn sản xuất xuất sắc cốt truyện hấp dẫn và truyền năng lượng tích cực đã góp phần tạo nên thành công cho bộ phim này trong những ngày tới chúng ta mong chờ bộ phim này sẽ tiếp tục duy trì sức hút độc đáo và mang đến nhiều bất ngờ cảm động hơn cho khán giả đồng thời chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều bộ phim truyền hình xuất sắc hơn nữa ra đời để mang đến một bữa tiệc nghe nhìn đầy màu sắc hơn cho khán giả